Thưa quý vị và các bạn, nếu ví mỗi người phụ nữ là một bông hoa, thì trong vườn hoa rực rỡ vẫn có những bông hoa mang sắc hương đặc biệt. Lựa chọn công việc vốn được xem là địa hạt của nam giới, nhưng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề đã giúp những người phụ nữ này khẳng định được bản thân, góp phần tô thắm cho cuộc đời. Đã hơn 5 năm nay, công việc của chị Hải Anh gắn với những hành trình đưa đón khách như thế này. Alo ạ. Vâng, có phải mình gọi xe đến 2446 Đại lộ Hùng Vương đúng không ạ? Nhiều người cũng nói là cái nghề này không phù hợp với phụ nữ ấy. Mới đầu thì mình cũng chỉ là đi học lái xe để biết thôi, nhưng mà sau một thời gian thử với công việc và làm thì mình cũng cảm thấy mình yêu thích nghề, và nó cũng có thể nó không phù hợp với nhiều người nhưng bản thân mình cảm thấy phù hợp với mình ạ. Chuyện bóng hồng ngồi tay lái như chị Hải Anh không nhiều, bởi công việc này vốn vất vả và không ít hiểm nguy, nhất là khi làm ca đêm hay đi quãng đường dài. Thế nhưng, chính sự nhẹ nhàng, chu đáo, cẩn thận trong công việc đã giúp chị Hải Anh được đồng nghiệp và khách hàng tin tưởng. Công việc nào thì nói chung là cũng có thể làm được, miễn sao là mỗi công việc thì bản thân mình trước hết là mình cảm thấy yêu nghề, yêu thích công việc mình làm. Chỉ cần mình yêu thích công việc thì mọi những cái khó khăn hay là những cái khác thì mình có thể khắc phục được. Chị em phụ nữ làm nghề đặc biệt. Tình yêu nghề cũng là bí quyết giúp chị Đỗ Thị Thủy gắn bó với lĩnh vực cơ khí 20 năm nay. Tốt nghiệp khoa kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chị Thủy về công tác tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ ở khoa kỹ thuật cơ khí ô tô. Nghề kỹ thuật thì luôn luôn có những cái khác với chị em khối văn phòng hay là đối với chị em ngành nghề khác, đó là luôn phải dính dầu mỡ này, chân tay thì luôn luôn bẩn, và mình phải đòi hỏi mình là cái việc là thao tác kỹ thuật là luôn phải chuẩn. Thế nhưng mà nó cũng đem lại cho mình tức là cái niềm vui, cái niềm tự hào riêng cái ngành nghề của mình. Và cứ thế, giờ thực hành, cô giáo Thủy trong bộ đồ bảo hộ lại say sưa hướng dẫn cho học sinh những kỹ thuật về sửa chữa ô tô. Cũng chính sự nhẹ nhàng, gần gũi của người phụ nữ là ưu thế giúp cô Thủy luôn được học trò yêu mến. Cũng có thể là do cái sự đam mê của mình. Ngay từ cái thời gian mà mình trên cái ghế giảng đường đại học ấy, mình đã chọn cái lĩnh vực này. Có thâm niên là 20 năm trong nghề rồi. Và mình thấy rằng là mình vẫn cảm thấy là như cái đùa ban đầu, tức là mình vẫn cảm thấy say mê và mình vẫn cảm thấy là mình có cái tâm huyết với cái ngành nghề của mình đã chọn. Sau những cung đường là những giây phút trò chuyện thư giãn bên đồng nghiệp. Sau những giờ thực hành lấm lem dầu mỡ là niềm vui trong tà áo dài duyên dáng. Đất trời tháng 3 vương vấn vị ngọt của mùa xuân vừa đi qua một nửa. Với những người phụ nữ này, công việc với họ không chỉ là một nghề mà còn là niềm vui, khát vọng vượt qua chính mình, vượt qua những định kiến của xã hội để khẳng định một điều, không có lĩnh vực nào là dành riêng cho phái mạnh. Dù là ở trong lĩnh vực nào đó, mình đã lựa chọn thì mình vẫn tự hào mình là người phụ nữ Việt Nam.